Ok, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại với Fire Trading Channel. Hôm nay sẽ là một cái video cập nhật giữa giờ, giữa tuần. Và chúng ta sẽ có rất rất là nhiều thông tin chúng ta có thể trao đổi trong cái video ngày hôm nay. Mình sẽ đề cập một số cái ticker mà mình và đội nhóm mình đang quan tâm. Và chúng ta hãy xem thử cái kịch bản tiếp theo của nó là gì. Cuối tuần vừa rồi các bạn, mình có gửi cho các anh chị em trong cộng đồng một cái video khoảng chừng 2 tiếng. Đó là cái buổi private meeting của nhóm diễn ra vào ngày thứ bảy hàng tuần và lúc 12 giờ trưa giờ Cali và mỗi thứ bảy. Đó là buổi mình sẽ đưa ra những cái nhận định và những cái kế hoạch cho các cái lệnh giao dịch tiếp theo ở trong tuần tới. Thì những cái buổi như vậy nó sẽ giúp cho các bạn có những cái sự chuẩn bị rất là tốt và nó không có làm cho bạn bị rối hay là bị quấn quán với những cái biến động bất thường diễn ra trong tuần. Bởi vì những cái kế hoạch đó thường là những cái kế hoạch cho các lệnh swing trading rất phù hợp cho những cái người họ đi làm full time và không có nhiều thời gian để họ theo dõi và họ chỉ có thể set những mức giá họ quan tâm. Và khi mà thị trường nó giá nó di chuyển tới những cái mức đó thì họ sẽ execute cái plan dựa theo những cái lệnh swing trading đó. Và mình thấy đó là một trong những cái phong cách giao dịch phù hợp nhất cho hầu hết tất cả mọi người. Còn cái việc mà day trade thì một số người họ có thời gian thì tùy theo tính chất công việc thì chúng ta có thể day trade để chúng ta kiếm lợi nhuận bằng những cái biến động diễn ra hàng ngày. Và ngày hôm nay thực sự cũng là một ngày rất là thành công của mình và các bạn ở trong đội nhóm. Chúng ta xem thử cái ticker đầu tiên mà chúng ta sẽ cover trong video ngày hôm nay là gì các bạn ha. Đầu tiên mình sẽ nói về con Eno Biospot. Chúng ta thấy là hiện tại đang giao dịch ở tiềm cận cái ngưỡng là 24. Và mình sẽ nói với các bạn là vì sao cái biến động con Eno này nó dễ dự đoán và nó dựa trên những cái tín hiệu kỹ thuật gì. Đầu tiên các bạn, chúng ta phải nhớ là ở trong cái video tuần trước mình nói về cái tín hiệu đó là cái chiến lược số 9 khung 1 giờ. Những bạn nào mà chưa hề biết về chiến lược số 9 thì chúng ta có thể vào cái kênh của mình và vào cái video mà mình ghi mà trên đầu chiến lược số 9 Fire Trading. Bạn hãy tìm hiểu từ chiến lược này chúng ta giao dịch như thế nào ha. Khung 1 giờ kể từ khi mà nó tạo ra được cái cây nến Hammer ở đây các bạn. Đây là một cây nến Hammer, một trong những dấu hiệu cho thấy cái tín hiệu reversal nó bắt đầu, tín hiệu đảo chiều xu hướng nó bắt đầu. Nhưng mà quan trọng là tại cái cây nến này nè, nó tạo cái Hammer đó. Thì đồng thời cái RSI trên khung 1 giờ của nó chạm vào cái vùng là oversold. Ở trên cái chart chính thức á, thì các bạn có thể thấy là có vẻ là cái RSI 1 giờ nó chưa có chạm vào oversold đúng không ạ? Tuy nhiên trong cái quá trình mà nó dao động các bạn, cái cây nến này nè, tại vì cái RSI là nó đóng theo cái thời điểm mà cái cây nến nó đóng lại. Tức là cây nến đó nó biến động như thế nào không cần biết. Trong cái quá trình nó hình thành cái nến đó, nó có thể move up and down với một cái biên độ rất là lớn. Tuy nhiên, cái thời điểm mà nến nó đóng lại mới là thời điểm mà cái RSI nó được xác định. Thành thử ra trong quá trình mà nó biến động, nó tạo được một cái râu nến thì thực chất là cái RSI nó đã chạm vào cái vùng oversold, là chúng ta đã đủ điều kiện để chúng ta hit cái chiến lược số 9 rồi. Kích hoạt chiến lược số 9 đúng không ạ? Thì bạn thấy là kể từ khi mà nó chạm phải cái tín hiệu của chiến lược số 9 cho đến cái mức giá hiện tại hôm bây giờ là cho mình cho là 24 đi các bạn ha. Bao nhiêu tỷ lệ bao nhiêu các bạn? 30%. Ở trong cái video mình nói về cái chiến lược số 9 của con Eno này á, mình nói cái tỷ lệ là cái tỷ lệ return tiềm năng của nó là bao nhiêu? Từ 30 cho tới 40% và mình nói là nó sẽ vô trong cái vùng giá này các bạn, từ 24 cho tới 26. Vậy có phải là ngày hôm nay nó đã đạt được cái target đầu tiên đó là mức giá 24 và bây giờ Eno nó có thể go anywhere vô trong cái vùng giá này, tức là từ 24 cho tới 26, tức là giá nó có thể di chuyển vô trong cái vùng này. Thì bây giờ cái vùng này các bạn, nó sẽ trở thành là một cái vùng kháng cự tiềm năng. Tức là tới đây là đã đạt xong cái mục tiêu của chiến lược số 9 ở trên khung 1 giờ rồi. Tuyệt vời không ạ? Rất rất là tuyệt vời luôn. Và ngày hôm nay mình trade Eno cũng rất là thành công. Và mình cũng có trade là NKLA nữa. Lát nữa mình sẽ chỉ với bạn là vì sao mình trade NKLA và cũng cực kỳ thành công. Chúng ta hãy xem Eno nè. Hồi sáng á, khi mà Eno nó bắt đầu nó di chuyển á, thì mình vẽ cái biến động của Eno như sau. Đây là cái chart mà mình cập nhật cho nhóm của mình. Thời điểm này các bạn lưu ý ha, thời điểm này là thời điểm mà Eno nó đang ở mức giá là 21.93. Tức là buổi sáng vô nó thúc lên tới là 23 chấm mấy, sau đó nó fade down, tức là nó xìu trở lại. Tuy nhiên khi nó xìu trở lại là mình ngay lập tức mình xác định cái gì các bạn? Mình xác định cái đường trendline. Và đây chính là cái đường trendline resistance.
thì nó sẽ trở thành là trendline support, kháng cự nó sẽ trở thành hỗ trợ, và khi nó trở thành hỗ trợ các bạn nhìn thấy không, nó fade down, nó tới đây nó dừng lại liền ngay lập tức. Lý do tại sao? Lý do là nó phụ thuộc, nó dựa trên, nó di chuyển dựa trên cái technical level, những cái tín hiệu về kỹ thuật, nó tới đây nó dừng lại và nó di chuyển một nhịp, di chuyển tiếp một nhịp nữa và nó đẩy ngược lên trên lại, hit phải cái mức giá là 24. Chúng ta hãy xem thử cái khung 5 phút này mình vẽ như thế nào ha. Bây giờ chúng ta xem thử là cái thực tế biểu đồ nó xảy ra như thế nào. Mình chuyển sang khung 5 phút. Rồi. Giờ mình vẽ lại các bạn ha. Rồi mình nối ở đây. Mình nối qua đây. Các bạn thấy nó đi như thế nào ạ? Nó đi gần như là nó không có xê dịch gì bạn. Fade down, hỗ trợ, một nhịp, hai nhịp, bung lên ngay mức giá 24. Chạm ở bên này như thế nào ạ? Một nhịp, hai nhịp, bung lên chạm ngay mức giá 24. Thì chúng ta thấy là cái cách mà chúng ta xác định được cái đường đi nước bước của giá nó như vậy, nó dựa vào cái kinh nghiệm các bạn. Cái kinh nghiệm và cái quá trình mà mình đã nhìn hàng ngàn, hàng chục ngàn cái chart trên tất cả các thị trường tiền số, thị trường cryptocurrency, thị trường chứng khoán, tất cả những thị trường mà mình đã nhìn qua, thì mình sẽ biết được, mình sẽ có cái kinh nghiệm đúc kết được từ những cái quá trình mà chúng ta theo dõi những cái biến động đó. Chúng ta sẽ biết là giá, ok, nó có thể di chuyển theo cái kịch bản nào là kịch bản dễ xảy ra nhất. Và chúng ta thấy là cả từ khi mà nó chạm cái đường trendline này, nó lên tới cái đỉnh 24, các bạn thấy nó cho return là bao nhiêu các bạn? 12%. Day trade mà chúng ta được một cái tỷ lệ return tới 12% như thế này là thực sự là rất rất là tuyệt vời. Tùy theo cái size position, cái kích cỡ lệnh mà chúng ta đánh là như thế nào. Vậy thì tới bây giờ nó lên, nó đã hit cái mức giá 24 rồi, nó còn chạy nữa hay không? Mình tin là Ino sẽ vẫn còn tiếp tục chạy theo cái chiến lược số 9 mà mình đã vạch ra. Bởi vì ở trên cái RSI này các bạn, cái chỉ báo RSI là cái chỉ báo sức mạnh tương đối đo lường cái biến động của giá. Nó gọi là Relative Strength Index. Thì cái chỉ báo này nó cho thấy là hiện tại RSI nó mới chỉ ở cái mức là 56 thôi, mà cái mức mà nó tiến vào cái overbought á, là vùng quá mua đó, là nó tới 70. Từ 56 tới 70 là nó vẫn còn cái room để nó tăng lên. Vậy thì nếu mà chúng ta đã đi đúng hướng rồi, chúng ta cứ chờ cho tới khi nào mà cái RSI mà nó đụng vô cái vùng mà là quá mua đó, thì chúng ta mới bắt đầu chúng ta cut profit. Đó mới là lúc mà giá nó thực sự nó có những cái dấu hiệu đảo chiều đáng chú ý và chúng ta cần phải chốt lời ngay chỗ đó. Vậy thì các bạn canh thử khi mà RSI mà nó đi vô được cái overbought đó, vùng 70 á, thì Ino nó có thể lên được khoảng bao nhiêu bạn? Lên được khoảng là 26, có phải là cái mức giá mà mình kỳ vọng không? Tuyệt vời đúng không ạ? Đó là cái cách mà chúng ta kết hợp những kỹ năng về phân tích kỹ thuật để chúng ta mix nó lại với nhau, nhưng mà chúng ta mix nó lại một cách rất là hợp lý và có tính khoa học, chứ không phải là chúng ta dự đoán dựa trên cái emotion hay là dựa trên cái suy nghĩ của chúng ta là nó sẽ đi giá này, nó sẽ đi giá kia. Hoàn toàn không có. Đây là tất cả đều dựa trên cái tính khoa học của nó. Rồi đó là Ino các bạn ha. Bây giờ mình sẽ quay trở lại với cái biến động chính của S&P 500. Thì trong cái buổi phân tích ngày hôm nay á, mình sẽ chỉ sử dụng duy nhất cái SPY Future để mình nói về cái diễn biến này thôi. Bạn thấy như vậy nè. Ngày hôm qua đó là S&P 500 nó break lên trên cái vùng kháng cự rất là quan trọng là 3160. Và nó di chuyển trên này một thời gian. Và overnight các bạn, overnight nó bị xìu xuống. Nó bị xìu xuống và đạt cái thời điểm mà nó go below cái resistance đó. Tức là nó không có hold up được ở bên trên cái vùng resistance đáng lẽ nó phải trở thành là hỗ trợ mới đúng không ạ? Nhưng mà không, nó break lên xuống và nó chạm phải cái đường trendline. Đây là cái đường trendline support ha. Mà nó chạm phải cái đường này, nó bật lên. Tuy nhiên, cái cú bật này á, chỉ đơn giản là một cú bật kỹ thuật thôi. Mình nghĩ á, là sắp tới là cái tín hiệu là bearish á, là tín hiệu giảm giá nó rất là đáng chú ý. Chúng ta đây là chỉ là những cái đợt hồi giống như là bạn đụng với trendline rồi nó bật lên. Tuy nhiên cái cú bật này nó vẫn tạo ra, nó chỉ vẫn chỉ tạo ra một cái đỉnh mới là thấp hơn so với cái đỉnh cũ. Thì chúng ta đang trong quá trình hình thành cái xu hướng giảm. Mình tin á là ngày mai hay là ngày mốt nữa đó, mình không biết là ngày nào, nhưng mà sắp tới giá của S&P nó có thể dao động đi ngang. Nhưng mà mình nghĩ tình huống này ít lắm, ít có xảy ra lắm. Mình nghĩ nó sẽ break xuống dưới cái trường trendline một lần nữa và nó sẽ sập luôn. Mình nghĩ là nó sẽ sập luôn. Nhưng mà tuy mà nó sập á, nó sập xuống nó sẽ sập tới những cái mức hỗ trợ đây nè, những cái mức như là 3100 hay là 3090. Đây là những cái mức hỗ trợ tiếp theo của nó và nó có thể sập xuống tới đó. Vậy thì nếu nó sập xuống tới đó thì những cái individual stock á, các bạn xem thử là những cái con nào mà nó đang
ở trong cái vùng quá mua hay là nó đã tăng rất là mạnh mẽ trong thời gian gần đây á, thì cái nó sẽ bước vào cái giai đoạn điều chỉnh cùng với cái quá trình điều chỉnh của S&P 500. Các bạn hãy lưu ý cái này ha. Rồi MACD thì sao? MACD á, thì mình đang thấy một cái tín hiệu mà ở trong kỹ thuật có chúng ta gọi nó tín hiệu là một cái hidden bullish divergence, là một cái phân kỳ tăng giá ẩn. Đây là cái tín hiệu mà mình đã phím cho nhóm của mình đánh ngày hôm qua. Đây là cái lệnh của MACD ạ. Bạn xem thử cái lệnh của MACD ngày hôm qua mình đánh như thế nào ha. Và cái lệnh này vẫn đang chờ cho nó chạy, tại vì mỗi mỗi cái lệnh mà mình chỉ cho các bạn vào á, cái quan trọng nhất là mình luôn luôn nói với các bạn là cái reason để enter cái lệnh này là gì, dựa trên cái hidden bullish divergence, phân kỳ tăng giá ẩn, và nó đã chạm vào cái nó đang tiến gần tới cái trendline resistance trên cái khung 15 phút. Đây là toàn bộ cái lệnh mà mình đã đưa ra ngày hôm qua, và thời gian mà nó chạy cái lệnh này chắc khoảng chừng là từ 1 đến 2 tuần mình nghĩ vậy. Thì hiện tại nó vẫn đang cho thấy là cái hidden bullish divergence này nó phát huy cái hiệu quả của nó. Còn cái mã nào nữa ạ? WKHS, đây mới là một cái mã hay này bạn. Mình chỉ cho các bạn cái sự tuyệt vời của chiến lược số 9. Ngày hôm nay á, có một bạn học viên ở trong nhóm mình nói là cái chiến lược số 9 thì rất là chính xác, và bạn đã đánh được thành công hai cái mã là Ino và WKHS. Lý do tại sao WKHS là nó lại có chiến lược số 9. Các bạn, mình sẽ chỉ cho các bạn cái chiến lược số 9 này nó nằm ở đâu ha. Và mình có nói là đây là một cái chiến lược mà chắc chắn một điều là nó sẽ last years for years to come. Là nó sẽ last rất là nhiều năm, bởi vì nó đã được test trong nhiều năm rồi các bạn, chứ không phải là chỉ mới gần đây không. Mà có những cái bạn học viên của mình đó là chỉ sử dụng duy nhất một cái chiến lược này thôi, và họ make profit rất rất là tốt. Tại vì ở trong một cái giai đoạn mà đang là bull market như thế này nè, thì chiến lược số 9 nó cực kỳ hiệu quả. Bởi vì chiến lược số 9 là nó dựa trên cái bull momentum, cái động lực tăng giá của thị trường, thì tất cả những cái dip của nó và những cái cú điều chỉnh của nó mà nó khớp với lại chiến lược số 9 đó, nó đều trong cái tỷ lệ return cực kỳ khủng khiếp. Hãy xem thử là cái mã WKHS ngày hôm nay nó chạy như thế nào các bạn ha. Chúng ta xem nè. WKSS á, thì ngay từ lúc mà vô ở trong phiên á, ngay từ lúc đầu phiên á, là mình đã đề cập đến cái mã này rồi. Mình đề cập cái gì? Đây là lần đầu tiên WKSS nó rơi vào cái trạng thái là oversold ở trên khung 1 giờ kể từ ngày 13 tháng 5 năm 2020 tại cái mức giá là 2.7. Rồi, hãy xem thử cái ý này là gì ha. Bạn nhìn thấy á là cái RSI 1 giờ ở trên cái chart chính thức của nó là vẫn chưa có oversold đúng không ạ? Vậy thì làm sao chúng ta đánh chiến lược số 9? Mình dựa trên cái chart nữa, nó gọi là cái chart là extended hour, tức là cái chart after hour. Các bạn hãy bấm vào cái chữ là EST á, các bạn sẽ mở được cái chart này. Và trên cái chart này nè, các bạn nhìn thấy được gì ạ? RSI khung 1 giờ nó đã chạm vào gì? Và oversold. Nó đã đủ kích hoạt chiến lược số 9 chưa bạn? Đủ kích hoạt chiến lược số 9. Tuy nhiên, cái quan trọng hơn nữa đó là kể từ cái lần mà nó chạm vào oversold ngày hôm nay nè, cho tới cái lần gần nhất là lần nào các bạn? Cái lần gần nhất là vào ngày 13 tháng 5 năm 2020. Lúc này giá của nó chỉ có mới 2.7, tức là bạn thấy là nó đi từ 2.7 mà nó đi thẳng một lèo lên tới 22.88 mà chưa từng chạm vào oversold ở trên khung 1 giờ bất kỳ một lần nào hết. Mình không biết là các bạn có nhìn thấy ra được những tín hiệu như thế này hay không, cái chiến lược này hay không, nhưng mà nó đã cho thấy cái tính hiệu quả cực kỳ tuyệt vời của nó. Và một cái kỹ thuật nữa ở trong phân tích kỹ thuật á, thì khi mà chúng ta xác định á cái đáy tiếp theo mà nó đã tạo ra đó, mà nó đụng cái chiến lược số 9 cơ khung 1 giờ đó, nó buộc là nó phải cao, thường là nó sẽ phải cao hơn những cái đáy liền kề trước đó. Các bạn nhìn thấy không? Đáy sau vẫn duy trì cao hơn so với cái đáy trước, tức là cái gì ạ? Tức là cái uptrend nó vẫn còn đang được duy trì. Ngày hôm nay nó tăng bao nhiêu các bạn? Từ lúc mà nó hit phải cái chiến lược số 9 khung 1 giờ nè. 21% chỉ trong một ngày duy nhất thôi. 21% trong một ngày. Tuyệt vời không ạ? Quá tuyệt vời. Mà cái cách mà chúng ta đánh chiến lược số 9 á, chúng ta chuyển sang những cái khung thời gian nhỏ như thế nào nữa thì các bạn cố gắng các bạn lên YouTube để các bạn xem lại cái video này, và nếu được các bạn giúp mình chia sẻ cho anh chị em bạn bè những người nào đó họ muốn học
và họ muốn áp dụng chiến lược này để họ trade. Bởi vì mình chia sẻ cái này á, nó giống như là một cái, nó trở thành một cái di sản của cái kênh YouTube của mình rồi, mà mình đã sử dụng cái này ở bên thị trường tiền số rất là lâu rồi các bạn. Mà bên thị trường tiền số đó là nó có một cái market cap, một cái vốn hóa, giá trị vốn hóa nó rất là nhỏ, nó vẫn có thể bị thao túng một cách dễ dàng. Đúng rồi, nhưng mà bên thị trường chứng khoán Mỹ, mình có thể khẳng định luôn là không có bất kỳ một cái chiến lược nào là quá nổi tiếng hay là quá nhiều người biết đến mà chúng ta không thể nào áp dụng được nó nữa. Bởi vì thị trường nó quá rộng lớn bạn, hàng trăm hàng triệu người sử dụng những chiến lược khác nhau. Cho nên chiến lược số 9 sẽ không bao giờ chết. Và một năm như vậy á, bạn chỉ cần đánh một tháng, bạn chỉ cần đánh chiến lược số 9 một lần thôi, mà mỗi lần như vậy nó cho các bạn return là phải nói từ 10 cho tới 20%, có những trường hợp nó cho return lên tới là 70%. Đó, thì các bạn nghĩ là một năm chúng ta có thể mắc được bao nhiêu money rồi, chúng ta kiếm được bao nhiêu tiền rồi mà chúng ta không cần phải day trade, hay chúng ta không cần phải đánh loạn xạ, lúc thì chúng ta đánh chiến lược này, lúc thì chúng ta đánh chiến lược kia. Nhưng mà chiến lược số 9 thì nó luôn luôn có cái độ chính xác rất là cao. Mình có thể nói là cái tỷ lệ chính xác của nó có thể lên tới là 70%. Chỉ có 30% là cái tổng thời gian đó chúng ta áp dụng nó bị thất bại. 10 lần đánh là 7 lần đúng và 3 lần sai. Tuyệt vời không ạ? Chiến lược, một chiến lược nào mà có tỷ lệ như vậy thì các bạn, mình nói thật là các bạn có thể làm giàu ở trong thị trường chứng khoán Mỹ này. Rồi, cái WKHS tăng 21% trong ngày. Sắp tới mình nghĩ như vậy, nó có thể fade down một chút xíu rồi nó sẽ bốc ngược lên trở lại. Nghĩa là bây giờ chiến lược số 9, các bạn cẩn thận ha. Chiến lược số 9 này nó có thể đẩy cho giá vượt ra khỏi cái đỉnh cũ của nó đó. Nếu mà chiến lược số 9 này nó có những trường hợp nó đi như vậy, bạn có những mã chứng khoán mình đã quan sát và nó đi như vậy và nó đem lại một cái khoản lợi nhuận khủng khiếp cho chiến lược số 9. Rồi DKNG thì sao? DKNG là cũng là chiến lược số 9 luôn. Nhiều lắm bạn. Khung 4 giờ nè. Nó lên tới đỉnh nè, nó fade down nè, thì nó đụng cái gì? Nó đụng vào cái 4 giờ oversold, áp dụng như thế nào? Coi video là chúng ta sẽ biết cách chúng ta áp dụng liền. AAL, mọi người có nhớ AAL không ạ? Cái AAL là cách đây khoảng chừng 3-4 cái video đó, lúc mà nó tăng lên đó, mình nói là gì? Nó sẽ xìu trở lại. Và nó cần phải test lại cái đường trendline này thêm một vài lần nữa trước khi mà nó có những cái dấu hiệu mà chúng ta có thể nhảy vào. Còn chúng ta nhảy vào bây giờ thì chúng ta chỉ ngồi chúng ta đợi thôi, chứ nó không có đem lại cái hiệu quả gì tức thời, cho nên nó rất rất là lâu. Lưu ý cái này ha. Roku thì sao? Roku thì mình thấy là nó đang đụng phải cái vùng kháng cự 135, 136. Đây là cái vùng mà chúng ta không nên trade gì cả. Nếu mà bạn chưa có cái position ở dưới đây á, ở những cái khoản dưới đây á, thì các bạn không nên trade, không nên mở mới cái position ở đây. Còn nếu mà đang có sẵn thì cứ chờ, bởi vì cái khả năng á, mà cái con Roku này nè, nó giữ quanh cái vùng kháng cự này một thời gian đúng không bạn, xong nó gắt up lên đây một cái là cái hướng đi nó có thể xảy ra, bởi vì cái xu hướng của nó vẫn đang là xu hướng tăng. Cho nên mình nghĩ là cái kịch bản nó gắt up lên đó, nó vẫn cao hơn so với kịch bản là nó gắt down, tức là nó sập xuống ngược trở lại ha. NKOA này mới ghê nè. Mọi người xem là ngày hôm qua NKOA mình nói cái gì? Ngày hôm qua đó, lúc mà gần cuối giờ đó, lúc này là khoảng 12 giờ 37 phút, là còn khoảng 23 phút nữa thị trường đóng cửa. Lúc này là giá của NKOA nó vẫn đang ở cái mức giá là bao nhiêu? 49. 49, nhiều người hỏi là mua được chưa? Mình nói no, chưa được. Mình vẽ một cái đường trendline đơn giản như vậy thôi, mình nói qua. Và cái kiểu setup như thế này các bạn, là nó đã đi vào trong đầu của mình đó, là nó đã quá quen thuộc rồi, cho nên là rất là khó để mà sai. Ngày hôm nay bạn nhìn thấy là sau đó mình vẽ nó đi xuống, tại vì nó vẫn đang cái downtrend, mình vẽ nó đi xuống. Nó tới cái mức giá khoảng chừng là 42.5, nó sẽ khựng lại ở đây và nó sẽ bắt đầu có dấu hiệu là nó sideways để nó tạo cái đáy. Tại thường cái đáy á, nó tạo cái rounding bottom, là một cái đáy hình lòng chảo. Và nếu mà chúng ta đánh swing á, thì chúng ta chỉ nên long khi và chỉ khi nó vượt ngược lên trở lại cái đường trendline này. Thì chúng ta xem thử là cái biến động của NKOA nó có đúng như vậy không ha. Mình nối đáy, đáy và mình nối đáy, mình có biến động như thế này. Rồi, ngày hôm qua chúng ta đang ở đâu? Chúng ta đang ở đây, 49. Các bạn nó rớt xuống đó mà. Rớt xuống ngày hôm nay, rớt xuống tối đa khoảng bao nhiêu? Nó rớt xuống là 42.27. Tức là nó xê dịch cái mức là 42.50, mình dự đoán cái chút xíu thôi. Và nó đang trong cái quá trình là nó tạo cái sideway ở đây. Mình nghĩ là nó sẽ tạo sideway hết hết phiên ngày hôm nay, hoặc là qua đầu phiên ngày mai luôn. Và nó sẽ có dấu hiệu là nó sẽ vượt lên ngược trở lại để nó chạm vào cái đường trendline này một lần nữa. Mà cái xác suất như vậy rất là cao. Còn nếu mà nó tiếp tục nó break xuống các bạn, ví dụ mình nghĩ là tiếp tục mà NKY mà nó break đi xuống á, thì cái room để nó giảm không còn nhiều nữa.
Lý do tại sao mình nói cái room để nó giảm không còn nhiều nữa thì mình sẽ dựa ở trên cái các cái đường chỉ báo indicator, nhưng mà đường chỉ báo nào thì trong cái phạm vi video này mình xin phép là mình không có nói ra. Nhưng mà mình nghĩ là kịch bản mà nó vượt lên, nó chạm ở cái đường trend line này và nó bước lên trên khỏi đường trend line này để nó quay trở lại cái giai đoạn hồi phục đó, là tương đối khả dĩ. Đây là kịch bản mình nghĩ là dễ xảy ra nhất, và đó là toàn bộ những cái cập nhật của mình trong video ngày hôm nay mình muốn chia sẻ với các anh chị em trong cộng đồng. Và hy vọng là những setup như thế này nó sẽ giúp cho các bạn có được một cái trade plan, một cái kế hoạch giao dịch hợp lý, và tránh cái tình trạng là chúng ta đưa ra những quyết định vội vã khi mà chúng ta vô tình chúng ta lên mạng, chúng ta nghe một ai gì đó chia sẻ trên cái social media platform là con này con kia nó sẽ tăng và nó sẽ tăng, mà không đưa ra bất kỳ một lý do nào, hay là không cho các bạn đủ lý do để các bạn đánh, các bạn bỏ những cái đồng tiền rất là kiếm rất là cực của các bạn và trong thị trường mà chúng ta khi mà chúng ta thua lỗ là chỉ có một mình chúng ta chấp nhận thôi, thì tốt hơn hết là chúng ta nên có một cái nền tảng kiến thức và có trách nhiệm với số tiền mà các bạn đang bỏ vào trong cái thị trường này, bởi vì chúng ta đang đối đầu với những cái khối óc, với những cái đầu rất là sỏi ở trong thị trường. Thì các bạn phải có một cái kỹ năng gì đó nó stand out để chúng ta có thể kiếm được tiền, bởi vì đây là nơi mà hàng triệu người cùng đổ tiền vô và cùng kiếm lợi nhuận. Thì chúng ta biết là để chúng ta kiếm được lời, chúng ta cần phải có những cái tố chất, những yếu tố gì cần thiết, mà mình nghĩ nó cũng không cần phải quá cao xa các bạn, mà cũng không cần phải quá những cái kỹ năng mà quá khủng khiếp để có thể kiếm được lợi nhuận. Hồi nãy giờ những gì mình phân tích cho các bạn thấy dễ hiểu mà. Nếu như các bạn hiểu những gì mình phân tích thì đó là những gì mà mình đã đúc kết được kinh nghiệm sau nhiều năm mình tham gia trên thị trường, mà khi mình chia sẻ lại các bạn thấy là nó cực kỳ dễ hiểu, không khó, và chúng ta có thể học được ở trong một cái khoảng thời gian rất là ngắn, với điều kiện là chúng ta phải có đủ đam mê và phải có đủ nhiệt huyết với phân tích kỹ thuật và với market ha. Chúc các bạn may mắn và đạt được nhiều thành công trong trading.